tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, có một không gian xanh, được phối cảnh như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, nơi trồng và chăm sóc nhiều loại cây nhiệt đới độc đáo. Không chỉ là một thú vui, một đam mê, một thông điệp về lối sống xanh, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên, mà còn là không gian của bình yên, thư thả, hướng tới sự hài hòa, cân bằng giữa nhịp sống hối hả. Trồng cây, chăm sóc hoa vốn là thú chơi không quá xa lạ với nhiều người yêu thiên nhiên, hướng đến lối sống xanh, tìm đến sự thư giãn nhẹ nhàng của màu xanh cây lá và sắc thắm của hoa. Cũng là chăm sóc cây cối, nhưng thời gian gần đây, thú chơi cây lá nhiệt đới với sự công phu trong tìm tòi, nghiên cứu, chăm sóc đang trở thành xu hướng của nhiều người. Và không chỉ là những người có nhiều thời gian rảnh rỗi mà cả những nhân viên văn phòng. Trong cộng đồng, những người chơi cây lá nhiệt đới, thú vui này thậm chí đã được nâng lên tầm nghệ thuật. Và Đà Nẵng cuối tuần hôm nay sẽ mang đến cho bà một trải nghiệm về xu hướng này ngay tại khu vườn nhiệt đới thu nhỏ ở quận Cẩm Lệ. Tọa lạc trên đường Mẹ Thứ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Aquamore chào đón du khách bằng một lối vào đầy màu xanh. Với phối cảnh bình phong cũng được phủ xanh, nên ấn tượng đầu tiên khi đến với địa chỉ này là một cảm giác rất thiên nhiên, pha chút bí ẩn. Ý đồ chủ nhân không gian này chính là tạo sự bất ngờ cho du khách khi được nhìn ngắm một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ ngay cạnh lối vào. Với sự phong phú của các loại cây lá kỷ nhiệt đới như các dòng Monstera, trầu bà lá xẻ Nam Mỹ, Philodendron, trầu bà lá tim, Caladium, môn kiển, ổ rồng với trên dưới hàng ngàn gốc. Không gian này đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người chơi cây lá có cùng đam mê. Rất là vui được gặp bạn. Sao bạn lại biết cái không gian này và tìm đến cái thú vui này thế ạ? Có một cái cộng đồng thì mọi người chơi cây kiển lá với nhau, thì mình có biết bạn Lực và team của bạn ấy, thì hôm nay là mình qua đây để chơi, để trải nghiệm cái không gian cà phê của bạn. Cuộc sống tinh thần của mình đã được nâng cao lên, thì trong cái không gian làm việc và không gian sinh sống của mình thì luôn trang trí những cái cây cối hoặc là những cái vật phẩm mà làm cho cái tinh thần của mình nó nâng cao lên. Và khi mà mình chăm sóc cây cối và tạo cho gia đình mình một cái không gian tươi mát thì luôn đó là một cái liều thuốc tinh thần để luôn làm cho mình khơi gợi khả năng sáng tạo. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của bạn và chúc cho đời sống tinh thần của mình ngày sẽ dồi dào để tạo nên những cái tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa. Là nơi bán sản phẩm, đồng thời trao đổi thông tin về chăm sóc, trồng, thiết kế hệ thống ánh sáng, tầng ẩm về cây lá kiển. Những chủ nhân của Aquamore luôn ý thức việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng, cũng như mở rộng diễn đàn trao đổi, giao lưu trong cộng đồng, những người yêu thích cây lá kiển nhiệt đới. Với hơn 200 mét vuông, những bạn trẻ yêu cây lá nhiệt đới đã cùng tạo ra một cái khu vườn nhiệt đới thu nhỏ như thế này, với những tầng cây lớp lá, với những dòng suối tự nhiên và cả hệ thống phun ẩm mô phỏng tự nhiên nữa. Không chỉ là niềm yêu thích hay là thú vui sinh kế, mà đây còn là một cái nơi gặp gỡ của những người yêu thiên nhiên. Và để hiểu rõ hơn về không gian này thì hôm nay Vi Trâm có cuộc gặp gỡ với anh Kiều Lê Viết Lực là chủ nhân của khu vườn nhiệt đới này ạ. Xin chào anh Lực ạ. Chào Vi Trâm. Rất là vui được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Anh có thể cho biết là xuất phát từ đâu anh nghĩ đến cái thú chơi cây cỏ nhiệt đới này ạ? Trước khi mình chơi cái hệ lá kiển này đó, thì mình cũng có thời gian đi lắp cái hệ thống tưới, thì mình cũng có nghe qua về cái hệ lá kiển. Tuy nhiên thì đến cái đợt dịch Covid lần đầu thì mình rảnh, mình cũng lên mạng xã hội tìm hiểu thấy anh em chơi nó cũng vui, tức là cũng lăn la mua nhập cây về chơi thử. Cái dòng cây đầu tiên là dòng trầu bà Nam Mỹ, có tên tiếng Anh là Monstera Deliciosa. Qua đó thì dần dần mình nâng cấp lên, nó các level nó cao hơn và mình chơi nhiều hơn, nhập nhiều hơn. Thì đỉnh điểm là tới cái đợt dịch lần thứ hai á, thì ở nhà rỗi thì cũng có hình thành được một không gian vườn chơi, và cũng nhờ đó thì nó giúp cho mình là trải qua cái đợt dịch Covid một cách thoải mái hơn vì có không gian ở trong nhà. Thì từ đó thì mình cũng gắn bó với cái bộ môn lá kiển này luôn.
Dạ vâng ạ, từ một cái thú vui của cá nhân mình chuyển thành một cái không gian vừa có thể kinh doanh, vừa có thể thỏa mãn đam mê của mình nữa. Cộng đồng người chơi cây, đặc biệt là hoa lá nhiệt đới hiện nay tại Đà Nẵng như thế nào, và anh có thể đánh giá về tiềm năng này được không ạ? Cái lá kiển này nó cũng mới nhập vào Đà Nẵng cũng thời gian gần đây và người dân thì cũng chưa biết tới nhiều. Tuy nhiên thì cũng có nhiều các bạn khách hàng cũng như người chơi ở Đà Nẵng thì cũng tìm hiểu qua mạng, tìm hiểu qua các cái kênh và cũng tự nhập cây về để chơi. Và cũng có nhiều bạn đầu tư rất là bài bản và cái không gian của các bạn chơi cũng rất là quy mô. Thời gian sắp đến thì với cái hệ lá kiển này thì nó cũng sẽ được cộng đồng đón nhận nhiều, tại vì nó cũng là một cái mảng xanh, một cái thứ mà không thể thiếu trong cái đời sống của chúng ta. Điều thú vị khi mà mình chơi cái thú này và dường như một cái cây cỏ trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật trong cái tổng hòa một cái bức tranh thiên nhiên này, đúng không ạ? Mỗi cái cây, mỗi chiếc lá nó có những cái hình thù nó khác nhau, nó có những cái màu sắc nó khác nhau và có những cái đường gân của từng chiếc lá nó khác nhau. Và đặc biệt hơn hết đó là những cái chiếc lá này là có những cái lá nó đến ở những cái vùng miền khác nhau và cái nơi bản địa nó không có được. Nó tạo ra cái sự đặc trưng riêng của cái dòng lá kiển đó. Và khi mà chúng ta kết hợp những cái chiếc lá đó với nhau thành một cái tổng thể thì nó tạo ra một cái bức tranh không khác gì một cái bức tranh là nó thiên về nghệ thuật. Nhìn rất là đẹp và nó giúp cho chúng ta nó là cảm nhận được cái sự thiên nhiên ở trong đó. Hẳn chơi cây cũng rất là công phu đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ những cái khó khăn để mình duy trì cái thú vui cũng như là một hình thức kinh doanh này ạ? Thời gian đầu mình chơi thì cây chết cũng rất là nhiều chứ không phải không có. Thật sự thì ai cũng vẫn phải trải qua cái giai đoạn đó thôi. Vì cơ bản là lý do tại sao? Tại vì mình chưa có hiểu được cái đặc tính của cái cây là hệ cây nhiệt đới, ưa ẩm mát. Nên là nếu mà chúng ta không có trau chuốt vào cái vấn đề đó thì chúng ta không thể duy trì được cái vấn đề sau này. Rất là cảm ơn anh Lực với những chia sẻ vừa rồi và chúc cho Aquamore sẽ ngày càng được nhiều người biết đến, đến đây để mua cũng như là tham quan và thưởng ngoạn cái những thú vui này ạ. Ngoài thưởng lãm các loài cây nhiệt đới, một điều thú vị khác khi du khách đến với nơi này chính là được quan sát, trải nghiệm thực tế khi trực tiếp vào chậu, vuông gốc một số loài cây cơ bản. Chào bạn, không biết bạn đang làm công việc gì thế? Tại là mình đang ra mỗi cây này thay chậu mới cho cây để cho cây nó phát triển tốt hơn. Cây này tên là gì vậy anh? Cây này gọi là Dragon Scale. Cây này xuất xứ là ngoại nhập, chủ yếu là từ châu Âu, những cái vùng mà ôn đới mà có khí hậu là rừng. Khi về Việt Nam thì mình sẽ bắt đầu mình thuần nó, mình thay xây giá thể phù hợp cho với cái môi trường khí hậu ở Việt Nam. Cái điều thú vị khi mà trồng những cây này là mình sẽ thấy sự phát triển của nó, giống như mình chăm một đứa con vậy đó. Từ nhỏ tới lớn rồi tới lúc mà đưa ra cho khách hàng thì mình vẫn theo dõi và để mà thấy sự phát triển đó thì rất là vui. Khi mà mình trồng những cái cây như thế này thì có khó khăn gì không anh? Cái khó nhất của những cái cây này thì là vấn đề về bệnh lý. Ví dụ về vấn đề sâu bọ bệnh lý thì mình phải là nhận biết được nhanh là nó đang bị cái gì để mình xử lý kịp thời. Màu trắng là bơ lai, màu nâu ấy là lá bơ mai, còn cái này là sơ dừa cục. Thì đây là một cái thành phần tỷ lệ giá thể chuẩn và nó phù hợp với hầu hết tất cả mọi loại cây. Nó đảm bảo là cây nó thoáng khí, nó giữ nước tốt. Khi mà bỏ giá thể vào thì mình phải thổ để cho nó đều. Nó không, mình không cần phải là nén hay gì cả. Vâng, để cho nó khoáng. Đúng khí. Rồi, mình thổ thì nó sẽ tự động nó lấp đầy những không gian trống. Sau khi thay giá thể mới thì mình có thể thêm phân hoặc là thêm những cái chất để mà mình nó chống bọ, nó chống côn trùng và chống bệnh cho cây. Rồi sau đó là mình sẽ để vào một nơi khô thoáng trước để cho cây nó ổn định, vì khi thay giá thể thì cây nó sẽ bị mất ổn định. Và khi thay chậu thì cái chậu này nó lớn hơn tầm khoảng 20% thì nó sẽ giúp cây phát triển tốt, không to quá cũng không nhỏ quá. Những giây phút lọt thỏm dưới màu xanh, nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy, ngắm đàn cá thong dong bơi lội,
và hít thở không khí ẩm thấp dưới tán cây nhiệt đới đã đem đến những trải nghiệm thật khác biệt. Bất cứ ngôi nhà nào, gia đình nào cũng cần có một cái mảng xanh trong không gian để mà mỗi lần mệt mỏi chúng ta có cái nơi để mà chúng ta về, và nó sẽ là cái môi trường chữa lành cho chúng ta, giúp cho chúng ta cân bằng ở cuộc sống này hơn. Kiểng lá bây giờ nó cũng rất là dễ chơi, với những cái loại cây nó có những cái giá cả chi phí rất là hợp lý để cho những cái người chơi có thể tìm hiểu và có thể là sưu tầm về chơi. Thì nếu mà các bạn không biết bắt đầu từ đâu thì có thể ghé Aguamo một lần để mà chúng mình có thể tư vấn hỗ trợ các bạn. Mình sẽ cố gắng liên kết với lại các anh em nhà vườn hệ lá kiểng ở Đà Nẵng để tạo ra một cái môi trường, một cái sân chơi nó bổ ích và truyền tải được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm về cái việc chơi lá kiểng. Và chúng mình sẽ cố gắng tạo ra những buổi workshop, những cái buổi làm những kỹ năng mềm cho các bạn mà yêu thiên nhiên, yêu cái hệ lá kiểng này. Thưa quý vị, thực vật cây cối không chỉ đem đến màu xanh của lá, sắc thắm của hoa, giúp cân bằng hệ sinh thái, đem lại sự bình yên cho môi trường sống, mà sâu thẳm bên trong là những giá trị của sự yêu thương, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần dành cho con người. Và nhìn ngắm một lọc non, chăm sóc một chồi biếc hay kiên nhẫn đợi chờ một chiếc lá tăng dần kích cỡ theo từng tháng ngày, những thú vui tưởng chừng như rất là mất nhiều thời gian lại đem đến hiệu quả chữa lành tức thì trong cuộc sống hối hả và nhiều áp lực. Và đến đây thì Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu về khu vườn nhiệt đới Aquamo cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.